Hello, xin chào mọi người, lại là tôi, Mọt Game đây. Dạo này thì nói chung cũng hơi chán, cảm thấy cuộc đời hơi bị yên bình quá nên tôi quyết định cho mọi người thử sóng gió bằng cách trải nghiệm những tựa game Yandere. Và như một hiền nhân đã nói, không gì vui hơn kéo người khác xuống hố cùng mình. Nên tiếp theo đây, hãy để tôi tiết lộ cho anh em về những con game liên quan đến Yandere mà tôi cảm thấy thú vị nhất nha. Trước khi bắt đầu video thì thủ tục như cũ, hy vọng anh em có thể cho mọi tôi một lượt like, share, nhấn vào nút đăng ký cũng như nút chuông thông báo. Rồi thì, chúng ta vào video nào. Yandere Simulator. Cái tên đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay đó chính là Yandere Simulator, tựa game nhập vai sinh tồn nổi tiếng được phát triển bởi lập trình viên người Nhật Yandere Dev. Trong game, ta sẽ nhập vai vào một nữ sinh trung học mắc chứng rối loạn tâm lý, hay nói trắng ra là Yandere, tên là Ayano Aishi. Nếu bạn không biết thì Yandere là một dạng rối loạn tâm lý khiến cho người bệnh trở nên cuồng si, thậm chí là sẵn sàng giết người để được ở bên cạnh người mình yêu thương. Câu chuyện trong Yandere Simulator lấy bối cảnh tại một trường trung học nơi nữ chính Ayano trúng tiếng sét ái tình với một nam sinh tên là Taro Yamada. Nhưng vì Taro là một chàng trai nổi tiếng trong trường nên có rất nhiều vệ tinh xung quanh anh ta. Vậy nên có thể nói để chiếm được trái tim chàng trai mình thầm mến, Ayano đã phải tìm cách loại bỏ hết tất cả những cô gái đang có ý định theo đuổi hoặc thân thiết với Taro bằng mọi giá, từ đe dọa, bắt nạt cho đến bịt miệng họ. Ban đầu Yandere Simulator chỉ là một tựa game giả lập bình thường không có cốt truyện cụ thể, nhưng sau một thời gian phát triển, nhà làm game đã quyết định xây dựng cốt truyện cho tựa game cụ thể hơn. Nên thông qua các nhiệm vụ trong trò chơi, bạn có thể khám phá sự thật về quá khứ đen tối của Ayano, cũng như lý do biến cô trở thành một kẻ điên cuồng như hiện tại. Có rất nhiều chế độ bạn có thể trải nghiệm trong trò chơi, nhưng phần lớn nội dung game sẽ là bạn nhắm đến một đối tượng cụ thể, sau đó lên kế hoạch khử cô ta rồi dọn dẹp hiện trường mà không để ai phát hiện. Tuy rằng lúc này tựa game đã vướng nhiều lùm xùm từ phía nhà làm game, nhưng không thể thừa nhận rằng Yandere Simulator từng là một trong những tựa game lấy đề tài Yandere thú vị nhất mà bọn tôi từng trải nghiệm. Saiko no Shutoka. Senpai, Yandere, Tsundere hay Weeboo đều là những thuật ngữ mà anh em nào hâm mộ anime và manga đều sẽ biết đến. Và nếu có phần hơi bị đam mê những từ khóa trên thì Saiko no Shutoka là cái tên mà bạn không nên bỏ qua. Đây là một tựa game kinh dị, hơi bạo lực và máu me đến từ studio Nevermind Game của Nhật Bản, được phát hành vào năm 2021. Câu chuyện trong game xoay quanh một cô gái có tên là Saiko yêu điên cuồng một senpai tên là Akira. Mọi chuyện vốn chẳng có gì cho đến khi Akira phát hiện thần kinh của con này nó hơi bất thường nên quyết định chia tay Saiko để đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Tuy nhiên đời á hầu như là mơ, nhất là trong game kinh dị. Biết tin senpai đòi bỏ mình, Saiko quyết định túm cổ senpai vào trường học hẹn hò tình tứ bằng những trò đuổi bắt. Tuy nhiên, thay vì trong khung cảnh lãng mạn với nến, hoa hồng và kẹo mút, thì Saiko lại quyết định bày tỏ tình yêu vô bờ bến của mình bằng vũ khí nóng lạnh các loại. Rồi, đương nhiên rồi, trong game này, bạn sẽ vào vai Akira, cố gắng tìm kiếm những manh mối thoát khỏi cái con cho cai điên loạn đang vác dao đuổi mình chạy vòng khắp trường. Nhớ nói cho dễ hình dung nha. Thì nó tương tự như một tựa game giả lập rượt đuổi vậy. Bạn chạy được thì bạn thắng, còn không chạy được thì về nhà vào mùng 1 với ngày rằm mỗi tháng. Cơ chế game về cơ bản thì chẳng có gì phức tạp hay quá đánh đố, nên tôi nghĩ game này ai chơi cũng được hết. Nó có phần tương tự với Yandere Simulator, nhưng thay vì là người đi thịt, bây giờ bạn sẽ là người bị thịt, giúp gấp đôi nỗi sợ hơn vài trăm lần. Thêm nữa, bầu không khí trong trò chơi cũng được xây dựng khá tăm tối và u ám, nhưng lại không tối đến mức khiến bạn khó quan sát hay gặp khó khăn trong quá trình chạy trốn. Cơ mà, những lúc Saiko ló mặt ra say hello thì đúng là có mấy lần mọi tôi suýt trụy tim thật đó, không đùa đâu nha. Nên ông nào không quen với kiểu được tình yêu theo đuổi thì né mấy cái game này ra giùm cái. Còn ông nào muốn được một em gái ngoan xinh yêu với một con dao sẵn sàng thọc tiết mấy ông bất cứ lúc nào thì cứ tải về mà trải nghiệm thử nha, đảm bảo không thất vọng đâu. Doki Doki Literature Club. Đến cái tên này thì tôi chắc chắn rằng chẳng còn anh em nào cảm thấy xa lạ rồi nữa nha. Có thể nói vào thời điểm vừa ra mắt, Doki Doki Literature Club đã trở thành một hiện tượng vì độ kỳ lạ cũng như đáng sợ mà nó mang lại. Được Team Sabato phát hành vào năm 2017, ban đầu tất cả người chơi đều nghĩ rằng đây là một tựa game hẹn hò học đường, không có gì nổi bật cả. Nhưng nhanh chóng, tựa game đã vả vào mặt người chơi một cái bóp vì cốt truyện cua gắt 360 độ của nó. Không chỉ không đáng yêu, không tươi sáng như những gì mà nó thể hiện, Doki Doki Literature Club còn đưa người chơi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trò chơi bắt đầu tại một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác trong game Otome. Nam chính của chúng ta đã tham gia một câu lạc bộ đáng yêu tên là câu lạc bộ văn học với bạn thân của mình và rồi bị cuốn vào những cuộc chiến giành bộ của các em gái trong câu lạc bộ. Nếu là lần đầu trải nghiệm Doki Doki Literature Club, bạn sẽ bị đánh lừa bởi sự đáng yêu và dễ thương của những em gái trong câu lạc bộ. Ai mà nghĩ được những cô gái trông đáng yêu như thế này lại có máu da nó trong người được cơ chứ.
đúng không? Bình thường game có yếu tố Yandere, bị một cô dí thôi đã thấy mệt tim rồi. Đằng đây còn bị tận mấy cô cùng dí thì nam chính đúng kiểu cụ đi chân lạnh toát. Nhưng mà hơi khác với hai tựa game kể trên nha. Các cô gái trong Doki Doki Literature Club không chỉ tra tấn thể xác mà còn hành hạ tâm lý người chơi theo nhiều nghĩa. Lý do tại sao mà tôi lại nói như vậy thì chắc anh em nào từng chơi qua game cũng biết rồi. Còn ai mà chưa chơi thì có thể tạm hiểu là không chỉ đe dọa đến tính mạng của nam chính mà các em gái còn xâm nhập hẳn vào máy tính của trò chơi và dở những chiêu trò đe dọa thoát tim như là xóa data game, reset data khiến cho một số người mới trải nghiệm game lần đầu còn nghĩ rằng máy tính mình bị lỗi. Chính vì khả năng phá vỡ bức tường thứ tư và độ đáng sợ cũng như ám ảnh người chơi của Monica mà Doki Doki Literature đã có một slot trong danh sách ngày hôm nay. Và yeah, nếu bạn có ý định thử tựa game này thì hãy chuẩn bị một trái tim khỏe mạnh để đề phòng những pha cua cháy máy các bạn nha. School Days. Và vâng, đã nói đến game có yếu tố Yandere mà tôi không đề cập đến School Days thì đúng là có lỗi với anh em thật sự. Nhưng khác với các game kể trên, nam chính trong School Day bị xử thì không ai thấy tiếc, vì bạn xứng đáng. Và xin thề, cứ mỗi lần nói về con game này là tôi phải nhấn mạnh nam chính trong game rất đáng bị ăn gạch N cộng 1 lần. Cho anh em nào không biết thì School Day là một tựa game visual novel do công ty Overflow phát triển và phát hành vào ngày 28 tháng 4 năm 2005. Vì độ ám ảnh cũng như toxic của game mà School Day nhanh chóng hot hơn và được phát hành nhiều phiên bản khác nhau. Đến đây thì tôi phải nhấn mạnh rằng đây là một tựa game dành cho người lớn. Thế nên trong bản gốc của trò chơi có rất nhiều phân cảnh R18 gần như Full HD không có che. Tuy nhiên, thứ làm cho các anh em game thủ phải nhồi máu cơ tim không phải là hình ảnh mà lại là cốt truyện của game. Câu chuyện trong School Day xoay quanh mối tình T3 của ba học sinh trung học là Ito Makoto, nam chính của trò chơi, cùng hai cô nàng là Sanji Sekai và Katsura Kotonoha. Ban đầu, Makoto cảm mến Kotonoha và Sekai làm bà mối đẩy thuyền kịch liệt cho cả hai người. Tuy nhiên khi nhận ra Makoto và Kotonoha đã về chung một nhà thì Sekai lại đột nhiên dở cái thói trà xanh ra muốn xài ké cây cà rem của bản thân. Mà nam chính Makoto của chúng ta thì chỉ muốn thêm, chứ không muốn bớt đâu nha. Thế là chúng ta có một câu chuyện đầy drama và máu cuốn ở trong School Day. Được biết, trò chơi có tất cả 21 kết thúc khác nhau, bao gồm cả Bad Ending, Bad Ending và cả Happy Ending để các bạn có thể trải nghiệm. Nhưng mà tôi cá chắc rằng với đại đa số người chơi, Bad Ending mới là Happy Ending của School Days. Bạn hỏi tôi tại sao à? Bởi lẽ nếu thử trải nghiệm game thì dù là một người thích thể loại harem, bạn sẽ vẫn ghét cay ghét đắng cái thái độ lật mặt như là bánh tráng của nam chính và chỉ mong ai đó xử nam chính luôn cho rồi. Trong Bad Ending, nam chính không hẻo thì một trong hai cô gái đều hẻo. Nhưng lý do chính mà con game này được xếp vào danh sách game Yandere của ngày hôm nay đó chính là vì cách mà hai cô nàng nữ chính của chúng ta trả thù kẻ tra nam tệ bạc, từ đâm đầu vào xe lửa cho đến xẻo thịt nam chính, không cái nào là không có. Nhưng đặc biệt hơn là trong một ending đã làm nên thương hiệu của School Day, Kotonoha đã xin luôn thủ cấp của Makoto để giữ người tình trăm năm ở lại bên cạnh mình. My Side. Nếu đã quá chán với kiểu game rượt đuổi cưa cảm thì các bạn có thể thử tựa game nuôi waifu ảo My Side đến từ nhà phát triển iHasto trên itch.io. Vừa vào game, bạn sẽ được phát cho một cô nàng người yêu tên là Mita, xinh như thiên thần để chăm sóc, chẳng hạn như thay quần áo cho ăn. Nói chung là tương tự trò Talking Cat vậy, nhưng mà đáng yêu hơn nhiều. Ngoài chăm sóc Mita, bạn còn có thể trang hoàng lại tổ ấm của mình và nghe cô gái tâm sự hoặc làm nũng. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ dần thay đổi khi bạn nhận ra mình đang bị kéo vào thế giới trò chơi của Mita khi chơi đến ngày thứ 5. Đương nhiên, Mita sẽ không làm gì bạn. Nhưng nếu bạn có hành động nào đó muốn trốn thoát khỏi cô ấy, Mita sẽ dần xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ. Càng đi sâu vào điều tra, bạn sẽ nhận ra lý do mình bị kéo vào bên trong trò chơi có liên quan đến cô bạn gái ảo này. Tuy nhiên, tôi sẽ không spoil quá nhiều đâu nha. Còn lại như thế nào thì bạn có thể từ từ trải nghiệm để hiểu sâu hơn về cốt truyện. Ban đầu, My Side sẽ là tựa game đồ họa 2D, nhưng sau khi bị kéo vào thế giới trò chơi, tựa game sẽ chuyển sang đồ họa 3D, mang đến cho các bạn nhiều trải nghiệm thú vị hơn. Cá nhân tôi nhận xét về độ kinh dị, My Side không thể nào so được với những tựa game trên, hoặc cũng có thể vì game mới có bản demo thôi, nên chưa lột tả hết được sự đáng sợ của nàng waifu ảo này đâu. You and Me and Her, A Love Story. Và cái tên cuối cùng của chúng ta trong danh sách ngày hôm nay đó chính là You and Me and Her, A Love Story. Tựa game đã mở đường cho sự phát triển của Doki Doki Literature Club sau này. Chắc rằng đây cũng không phải là lần đầu các bạn nghe thấy cái tên này trên kênh mọt tôi rồi, vì tôi từng làm hở một video cốt truyện của tựa game, nên nếu các bạn tò mò thì có thể xem lại nha. Còn về cơ bản thì You and Me and Her Love Story là kiểu game visual novel tương tự như Doki Doki và School Days. Nhưng dàn harem của bạn chỉ gồm hai cô gái là Sone Miyuki và Muko Aoi. Tính nam chính cũng không kỳ như Makoto ở trong School Days. Trong suốt thời lượng chơi đầu, bạn sẽ không cảm thấy đây là một game kinh dị vì nó khá là chilling và đáng yêu. Chẳng có gì phải bàn cãi vì điều đó cả. Nhưng càng về cuối, bạn sẽ nhận ra mọi thứ bắt đầu thay đổi, đặc biệt là bạn gái Miyuki của nam chính.
Thay vì một cô gái hay ngại ngùng, cá tính Miyuki sẽ dần trở thành một cô nàng sẵn sàng làm tất cả để giữ chân người yêu mình ở lại. Cho dù việc đó có phải là cầm kéo cắt phăng luôn công cụ duy trì nội giống của anh bạn trai đi chăng nữa, và fan vỡ đầu tiểu tam thì cô cũng làm. Cô nàng khác trong dàn harem là Aoi cũng dị chẳng kém, khi cô nàng sẵn lòng ngủ với bất kỳ thằng nào chứ không phải chỉ riêng nam chính. Thế nên, khi chơi You and Me and Her a Love Story, hãy cất não đi nếu bạn không muốn bị sang chấn tâm lý. Bởi lẽ trong game này, bạn không phải chỉ đau đầu với cô bạn gái Yandere mà còn cảm thấy mệt vì được trải nghiệm cảm giác tự mình cắm sừng mình nữa. Điểm cộng ở trong game này chắc chắn là ngoài cốt truyện dễ khiến cho người ta bị thần tim ra thì gameplay khá chill, không cần phải vắt dò lên cần cổ chạy như những tựa game trước hoặc tưởng máy mình bị hỏng như là Doki Doki Literature Club. Tuy nhiên, nó chỉ đỡ hơn thôi nha. Còn với cốt truyện kiểu này thì bọn tôi nghĩ cũng chẳng đỡ hơn mấy con game trên là mấy đâu. Và đó cũng là kết thúc cho video top ngày hôm nay. Anh em cảm thấy như thế nào về danh sách trên? Có ai từng chơi những con game mà mọi tôi liệt kê trên chưa? Nếu có thì hãy để lại bình luận bên dưới cho mọi tôi biết với nha. Còn giờ thì trước khi kết thúc video, hy vọng các bạn có thể để lại cho mọi tôi một like, một share, nhấn vào nút đăng ký cũng như nút chuông thông báo. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo trên kênh Mọt Game. Còn bây giờ thì bye bye.